Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966, tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ 1966 thuộc mệnh Thiên Hà Thủy là người thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ. Nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là Thiên Hà, là sự kết tinh của hành thủy. Nước Thiên Hà thể hiện sự tinh khiết, mỏng manh nên những người tuổi Bính Ngọ tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn. Không những vậy, trong cuộc sống, tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy thường là người của công chúng, có đóng góp công hiến lớn lao cho đời. Họ nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh nên tuổi Bính Ngọ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế. Khi mưa, gió càn khôn ảm đạm nên thân tâm của họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Bính Ngọ mệnh Thiên Hà Thủy là người thông minh, lanh lợi, cũng rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Họ nhiệt tình, phóng khoáng, cũng có óc thẩm mỹ tốt, có thể là người dẫn đầu xu hướng. Tính cách mạnh mẽ, đôi khi có phần cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đây là người có tài lãnh đạo, biết kết hợp giữa nhân ái và nghiêm khắc để quản lý cấp dưới mà không gây ra bất mãn, cũng được cấp dưới tôn trọng và yêu quý rất nhiều, có mối quan hệ khăng khít, tốt đẹp. Tuy nhiên, theo kênh Phong Thủy Gia Cát, tuổi Bính Ngọ nên học cách kiểm soát bản thân tốt hơn, nên mở lòng và đón nhận ý kiến của mọi người, trở nên một mình một ý, sẽ trở thành người cô độc. Xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch cho các bác tuổi Bính Ngọ, vận trình sự nghiệp. Nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển về phương diện khác, mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn, có thể xin sự trợ giúp của anh em bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác, làm ăn. Bình Dương Hỏa gặp ất âm mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Bính Ngọ trong tháng này, cần cẩn trọng trong các mối quan hệ xung quanh. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để tìm ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phận lòng những người ở xung quanh mình. Bên cạnh đó, trong năm 2021, các bác tuổi Bính Ngọ phạm phải hại thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hủy. Thái tuế đương đầu họa, vô hủy ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đang đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm.
Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Bính Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Bính Ngọ. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Bính Ngọ trong tháng 5 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Ngọ sẽ cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận càng cần chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh những xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận. Tháng này các bác sẽ có những bước đột phá nhất định, có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch thị phi, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Các bác tuổi Bính Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến, được khen thưởng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tuổi Bính Ngọ không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu bấy lâu nay bị đổ sông, đổ bể, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần từng trợ, giúp để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Xem tử vi tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 âm lịch, đây là tháng có bất lợi về tài chính đối với các bác tuổi Bính Ngọ. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao, thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp cải thiện phần nào cuộc sống của bản thân, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề vất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện các bác không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Các bác cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của những người ở xung quanh. Việc tìm tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền bạc của các bác thì hãy lờ đi, đừng vì cản để mà rước tai tiếng vào thân. Ngoài ra, để có thể kích hoạt tài lộc, vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Bính Ngọ hãy mang bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ các bác trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Đối với các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, tình yêu và mối quan hệ vào tháng này cũng có thể tốt đẹp. Có thể các bác đã từng cãi nhau với bạn đời vì quá cứng đầu, nhưng các bác sẽ rất hợp nhau trong tháng này. Trong gia đình, các bác sẽ gặp một số xích mích to tiếng với con cái trong việc học hành, chọn ngành nghề sau này. Hãy lắng nghe nguyện vọng và mong muốn của con. Nam mệnh tuổi Bính Ngọ nếu vẫn còn độc thân thì tháng này sẽ là tháng đào hoa của các bác, khi có nhiều người khác giới biết đến và có thể bắt đầu các mối quan hệ. Nhưng mệnh cần tiết chế cảm xúc, chớ vì nóng giận mà làm hỏng mối quan hệ hiện tại. Những gia chủ tuổi Bính Ngọ thường có ngoại hình khá đẹp, thu hút người khác giới nên bản mệnh cũng dễ tìm thấy nhân duyên và có những mối tình khắc cốt ghi tâm. Tuy nhiên, trong chuyện kết hôn, bản mệnh thường có những suy nghĩ độc lập nên khó có thể có được hạnh phúc ở tuổi còn trẻ. Các bác thân mến,
Việc kết hôn sớm cũng không phải là việc phải sợ hãi hôn nhân, có những hạnh phúc của hôn nhân. Vậy nên cứ tìm hiểu thật kỹ càng rồi kết hôn. Đừng lo lắng sợ hãi việc các bác không hạnh phúc. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, các bác tuổi Bính Ngọ tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Kinh phong thủy Gia Cát nhắc nhở tuổi Bính Ngọ cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Các bác có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng, khiến các bác không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để các bác tuổi Bính Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm ra trung kim, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão, hợi thành một cụm, xung sửu, hình sửu, hại tí và tuất, tuyệt sửu. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Bính Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 6 tháng 6, tức ngày 15 tháng 7 dương lịch, nạp sát, sát tí, nạp âm, hải, trung kim. Thứ hai, ngày âm lịch 18 tháng 5, tức ngày 27 tháng 7 dương lịch, nạp sát, bình tí, nạp âm, sản, hạ thủy. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Bính Ngọ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành các công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 7 dương lịch, nạp sát, kỷ mùi, nạp âm, thiên thụ hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 6, tức ngày 22 tháng 7 dương lịch, nạp sát, tân mùi, nạp âm, lộ bằng thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 6, tức ngày mùng 3 tháng 8 dương lịch, nạp sát, quý mùi, nạp âm, sương liễu mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý vị hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị luôn quan tâm, theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua.
kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.